Cổ nhân có câu trâu chậm uống nước đục, Julie chỉ cần quay đầu đi một cái thôi là nó phi vào ăn luôn. Xong rồi chỉ biết ngồi một góc nhìn hai đứa ăn, nó đi ra cho Julie ăn với chứ. Rồi bây giờ cái gia đình này mèo chậm chỉ còn cái bát khô. Với tình trạng ăn chia không sòng phẳng thế này, tôi quyết định áp dụng cách nuôi heo làm chuồng cho ba đứa. What the hell? Nó sẽ kiểu chia ngăn như thế này. Tất cả đều làm bằng bìa cắt tông. Tôi sẽ ngăn từng ô ra để mấy đứa không ăn tranh của nhau. Mỗi một ô lại có thêm bảng tên của từng đứa để phân biệt. Lúc đầu hơi mất thời gian để rèn luyện mấy đứa vào đúng ô của mình. Cơ mà rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy. Tất cả đều về đúng vị trí. Mọi người có để ý kích thước cả ba ô đều gần như bằng nhau không? Do đợt này tôi cho mấy đứa ăn hạt Silver Spoon, thế nên là cả ba đứa đều to ngang ngang nhau rồi đấy. Kể từ khi có quả chuồng heo này, Julie không còn bị ăn chanh nữa. Cũng một phần nhờ hạt Silver Spoon có vị ngon khó cưỡng nên tụi nhỏ chỉ có cắm mặt vào ăn. Mấy đứa nhà tôi thích loại siêu ngon miệng này lắm. Với công nghệ hút chân không độc quyền Core Coating đến từ Nhật Bản, khiến cho hạt có vị thơm ngon thấm từ tận sâu bên trong lõi hạt. Đã thế lại còn có thêm một lớp bột cá hảo hạng phủ bên ngoài nữa. Silver Spoon có hai dòng, dòng thơm ngon có hai vị cá ngừ với thịt gà. Riêng nghe cái tên thôi đã biết dành cho mấy đứa mèo ham ăn, ăn nhanh như mây về no rồi. Ngoài ra còn có dòng giảm nôn chớ vị cá ngừ nữa. Loại này hạt siêu mỏng chỉ 3mm, cùng công nghệ pha trộn chất xơ ăn kiêng giúp hạn chế tình trạng nôn chớ ở mèo. Nhìn cảnh mấy đứa ăn giống hết cái ảnh này, chẳng lẽ tôi lại đổi tên kênh là Bạn Của Nhà Nông chứ không còn là kênh Cho Meo Meo nữa. Này, làm gì đấy? Cái gì vậy bạn ơi? Cút ra ngoài! Nhà có thiếu nước đâu mà vào đây uống nước thế? Từ khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra những lần nó thể hiện tình cảm với Julie hay cả những cái ôm dành cho mây thì đều thấm đượm mùi bệ xí. Từ từ tôi phải đi xúc miệng cái đã. Thật không ngờ là một đứa trắng trẻo, xinh gái như thế này mà có thể chễm chệ ngồi đầu bảng xếp hạng ở bẩn. Thời gian gần đây sở thích của nó là nằm cạnh đống quần áo bẩn. Thay vì ngồi chơi cùng May và Julie, nó dành thời gian ngồi ngắm nhìn những sự kiện trong nhà tắm. Ví dụ như những giọt nước rơi khỏi vòi, nước chảy xuống ống công, hay chỉ đơn giản là nằm chiêm nghiệm về nhà tắm. Từ những điều như thế, nó càng ngày càng đạt đến siêu cấp ở bẩn. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, cắm cả mặt vào trong lỗ thoát nước. Nhưng nó cũng là một minh chứng cho câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dù nó có nằm ngủ ở trong nhà tắm bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào vào được bằng một em mèo nào đó mà mùa hè vừa rồi vừa được ông bố tẩy trắng cho. Ngày hôm đấy tôi rủ May đi tập boxing và đây là cách May khởi động. Làm sao? Tha vào đây. Thực ra là May đi tắm, chồng cậu ấy bị trơn trơn kìa. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Cái màu hồng hồng kia thực ra là để chống cào chứ không phải là để đi tập boxing. Từ lúc dọn đồ chuyển sang nhà mới, tự nhiên tôi lại tìm được cái hồng hồng này. Cứ nghĩ là mất đâu rồi cơ. Ê nhưng mà trông May đeo cái này cute thế nhỉ? Khi xoay xoay còn có thể làm sạch chân, nhưng mà hơi vướng nên lúc tắm sữa tắm tôi bỏ luôn ra rồi. Kiểu gì cũng sẽ có bạn hỏi sao May tắm không thấy bọt đâu. Riêng May công công tắm là phải có ghế, đặt lên ghế là ngồi im cho kỳ cọ. Đợi đấy, tắm xong May lại trắng trẻo đẹp trai ngay nhá. Sao May này thích vừa sấy lông vừa được tắm nắng luôn. Lông của May đang mọc lại rồi mà vẫn còn ngắn nên là sấy nhanh lắm. Những cái lớp lông màu vàng ấy là lông cũ, còn màu trắng tinh kia là lớp lông mới của May. Ông bố không trải lông được cho May, May tự trải. Đang không biết là nếu nó đeo cái tai boxing kia thì sẽ như nào nhé. Nhưng mà chắc phải sang tuần tôi mới tắm được cho nó, vì tắm cho May đã mất nguyên một buổi rồi. Đấy, xong rồi. Mọi người nhìn thấy May biến màu chưa? Đầu với chân tay, với tham vọng lên làm công chúa, nó đã không từ mọi thủ đoạn để hạ bệ Julie, trả vờ tiếp cận để trải tóc cho công chúa, nhưng thực ra là đang mượn đầu Julie để tương tác. Bà chị này trong chân hoàn chuyện không đủ tuổi với nó. Okay. Lựa những lúc Julie đang ngủ say, xin nhẹ ít lông đuôi của Julie. Sau đó nó giải thích là nhầm lẫn với cái đồ chơi ở trước mặt, còn Julie thì vẫn ngây thơ tin tưởng nó. Đỉnh điểm là vào tối hôm trước, nó vùng lên bịch bịch vào mặt công chúa Julie, lộ nguyên hình là kẻ phản diện. Được đà lần tới, nó ép công chúa Julie vào góc. Với chiếc bụng tròn vo của mình, nó đã chặn thành công không cho Julie ra ngoài. Nhờ có những bước đi uyển chuyển, Julie đã thoát ra được. Cùng lúc đó tôi đã kịp triệu hồi May công công. Dậy May, giờ này còn ngủ nữa. May dậy giải cứu Julie cả. Sau khi vươn vai, cận vệ của công chúa đã vào việc. May cho nó biết thế nào là lễ hội luôn. Sau một hồi tăng tương tác, nó phải giơ tay đầu hàng. Nhưng với lòng vị tha của mình, Julie cho phép nó được ở lại. Nhưng nó sẽ bị ở ngoài này vài tiếng, chờ cho tinh thần Julie ổn định lại. Phải công nhận sau video hôm trước May bish bish công chúa Julie, thì May công công đã tu tâm dưỡng tính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Thế nên May sẽ được thưởng một bữa vịt quay béo ngậy. Đáng nghe có 3 bộ nàng tiên cá, nhưng mà xốp giao thiếu gửi đúng một bộ. Thế là một bộ ba cháu mặc luôn, mỗi cháu một mảnh. Nó dành phần đuôi, Julie mặc áo, còn May thì đeo nơ. Thôi ông suốt ngày đeo nơ rồi. Trông May cũng ra dáng mèo tiên cá phết. Set này bao gồm một mảnh trên, nơ và phần đuôi cá. Được cái là không làm lộ bụng May. Còn Julie hôm trước có mặc lên clip rồi. Mèo tiên cá mắc cạn ấy, riêng nó mặc vào thì lạ lắm. Tiên cá liệp lông, xong rồi còn tự cởi cơ. Cứ đòi mặc vào chiều ngược lại. May tưởng sinh vật lạ, cứ thế mà bịch bịch vào mặt. Lao vào con bát luôn, chắc là để cứu nó. Nó cứng đơ không biết vẫy đuôi. Nào May, có phải cá cho May ăn đâu mà May cứ nhai đấy. Hóa ra ngoài tác dụng để biến thành mèo tiên cá thì còn là đồ chơi của May.
Tóm lại là sau khi quay xong nghề này, chúng ta có nàng tiên cá chiến nhất màn ảnh sau khi lên được bờ là bịch bịch du lịch như con.